Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Không còn giấu kín tin đồn mang thai với tình trẻ kém tuổi, Phạm Quỳnh Anh công khai loạt ảnh để lộ vòng hai kém thon gọn. Lộ tin đồn mang thai với tình trẻ, Phạm Quỳnh Anh liên tục giấu kín một cách khéo léo. Tuy nhiên, loạt ảnh mới đây của nữ ca sĩ để lộ vòng hai kém thon gọn càng khiến dân tình tò mò hơn. Thời gian qua, xôn xao cả mạng xã hội nghi vấn Phạm Quỳnh Anh được tình trẻ cầu hôn. Đáng chú ý hơn cả, cô còn để lộ loạt dấu hiệu hệt như đang mang thai nhóc tì thứ ba thế nhưng mặt dân tình cứ bàn tán xôn xao người đẹp vẫn một mực im lặng và chỉ cập nhật những hình ảnh đời thường lên trang cá nhân nhưng đa số đều khéo léo che bụng để tránh ánh mắt dòm ngó sau nhiều lần giấu bụng cực siêu phạm quỳnh anh lần này lại để lộ vòng hai to lùm lùm bằng chứng là trong hình ảnh mới nhất nữ ca sĩ diện thiết kế khá cầu kỳ chiếc váy ôm sát cơ thể đã khiến người đẹp không thể giấu được vóc dáng tăng cân của mình trong loạt khoảnh khắc tạo dáng giọng ca tất cả sẽ thay em vô tình để lộ bụng kém thon gọn khiến dân tình càng chú ý hơn. Khoảnh khắc khiến người hâm mộ chú ý khi vòng hai to lùm lùm của nữ ca sĩ, dân tình khẳng định Phạm Quỳnh Anh đang có tin vui. Từ sau khi bị khán giả đặt ra nghi vấn mang thai, Phạm Quỳnh Anh thường xuyên bị bắt gặp đang cố dùng tay hoặc áo khoác để che chắn vòng hai của mình. Về những tin đồn, đời tư xoay quanh mình, nữ ca sĩ đã có chia sẻ lên trang cá nhân. Cô hy vọng câu chuyện về cuộc sống riêng tư sẽ được tôn trọng hơn. Thông tin hiếm về bạn trai Phạm Quỳnh Anh là doanh nhân thành đạt, trẻ tuổi hơn và đỉnh nhất là điểm này Thời gian gần đây, cư dân mạng rầm rộ thông tin một nữ ca sĩ vi biết được cầu hôn lãng mạn vào ngày 14 tháng 2. Bữa tiệc này còn có sự tham gia của họ bạn thân toàn ngôi sao hạng A tham dự. Thậm chí mạng xã hội còn lan truyền chuyện nữ ca sĩ nói trên đã có thai và đang sang Mỹ để hạ sinh nhóc tì thứ ba. Ngay lập tức, cái tên Phạm Quỳnh Anh được đưa vào tầm ngắm. Rất nhiều lời chúc mừng còn được netizen gửi tới cô. Thế nhưng đến tận bây giờ, thông tin về bạn trai của Phạm Quỳnh Anh vẫn là một ẩn số. Chẳng ai biết bạn trai nữ ca sĩ là ai tính cách và diện mạo ra sao có điều một số thông tin hiếm hoi về bạn trai nữ ca sĩ này đã được chúng tôi hóng được theo đó, bạn trai của Phạm Quỳnh Anh có tên là Ca, nhỏ tuổi hơn, anh không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và là một doanh nhân thành đạt. Trước đây, người này thường xuyên chăm sóc, tháp tùng nữ ca sĩ đi biểu diễn khắp nơi, nhưng ít ai để ý. Đặc biệt nhất phải kể đến là người đàn ông này rất yêu thương gia đình bạn gái, cũng như các con của cô. Hiện tại, netizen đang mong chờ câu trả lời chính thức từ phía của Phạm Quỳnh Anh. Phạm Quỳnh Anh lần đầu chia sẻ lý do hay khóc khi hát trên sân khấu. Lần đầu tiên Phạm Quỳnh Anh có những chia sẻ thẳng thắn trên sóng truyền hình về việc hay khóc khi hát về những chuyện đã qua. Đôi khi những giọt nước mắt ấy không phải vì những chuyện cũ gì của Quỳnh Anh cả, bởi vì sự xuất hiện của khán giả, sự yêu thương khán giả dành cho mình tạo ra không gian khiến cho Quỳnh Anh không kiềm chế được mỗi khi hát. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.